Thấy học trò cười khúc khích, cô giáo đi xuống kiểm tra thì phát hiện điều lạ lùng, ngay lập tức hiểu vấn đề luôn. Đang trong giờ học, cô giáo nọ lấy làm lạ lùng vì lũ học sinh bên dưới cứ che miệng cười khúc khích. Quan sát kỹ hơn, bạn nào bạn nấy vừa cười vừa lén lén liếc nhìn về cùng một hướng. Thấy lạ, cô giáo bèn đi xuống bên dưới kiểm tra và cái kết vô cùng bất ngờ. Rồi xong, tới công chuyện. Giấm dúi bao lâu không ai biết, đeo vòng một phát cả lớp hay. Người ta đã ngại đến đỏ ửng cả mặt rồi mà cả lớp còn cười như được mùa. Bonus thêm màn vỗ tay vang dội như pháo rền thế kia, có chết không cơ chứ. Tình cảm này đã được đẩy thuyền mạnh mẽ quá trời luôn. Tôi dám cá cô giáo và học sinh lớp này toàn dân mê đam mỹ là cái chắc. Chúc tình cảm bạn bè, thầy trò của lớp luôn đáng yêu như này mãi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày bạn nhé.